Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe đang rất hot trên thị trường Việt Nam ạ. Đó chính là chiếc xe bán tải Nissan Navara phiên bản L quý bạn nhé. Tại sao tôi lại đang nói là những chiếc xe này đang rất hot trên thị trường Việt Nam? Tại vì là bây giờ là xe mới nó cũng hiếm, cho nên là xe cũ này rất là giữ giá, và cái thứ hai nữa là rất ít người bán, cho nên là chúng tôi cũng không mua được mấy. Mua được chiếc nào về cái là bán ngay và luôn quý bạn ạ. Hôm trước tôi cũng vừa mới giới thiệu cho quý vị và các bạn cách đây mấy hôm thôi, một chiếc xe Nissan Navara phiên bản L 2016 màu trắng y như chiếc này, thì là tôi đăng về là hai hôm là chúng tôi bán luôn ạ. Và hôm nay thì tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara cũng phiên bản L, nhưng là chiếc xe này được sản xuất năm 2019 quý bạn nhé. Nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được 5.8 km rồi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với 5.8 thì chiếc xe này nó còn nguyên bản quý bạn ạ, nguyên bản từ dàn lốp ạ. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản nha, và còn rất là dày quý bạn nhé. Và chiếc xe này nó khác với những chiếc xe khác là ở cái chỗ là chiếc xe này chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ quý bạn ạ. Ví dụ như quý bạn nhìn ở cái phần đầu đây ạ, là chủ xe đã độ lên đèn gầm là đèn bi xenon này, còn toàn bộ về cái phần bóng ở trong này là cái bóng LED rồi. Và cảm biến quanh xe, camera 360 tức là camera quanh xe đấy quý bạn nhé. Đấy, chủ xe đã độ thêm rất là nhiều. Nếu như là đã có camera 360, tất nhiên là xe cũng đã được trang bị cả màn hình Android, màn hình rất là to, rất là xịn quý bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý bạn về cái phần nội thất, thì quý bạn sẽ thấy được là chiếc xe này chủ xe cũng rất là cẩn thận, cũng rất là kỳ công, độ lên rất nhiều option cho chiếc xe Nissan Navara phiên bản L số tự động một cầu này quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 560 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Navara 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara 2019 số tự động biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara phiên bản L sản xuất năm 2019 tên tư nhân biển Hà Nội, chạy được 5.8 km này quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam là cuối năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được 5.8 km thôi. Với 5.8 này thì cái dàn lốp của xe là vẫn còn nguyên quý vị bạn nhé. Đây cho quý bạn xem là cái dàn lốp xe là vẫn còn nguyên. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 thì là cái đế lốp cũng là sản xuất năm 2019 này quý bạn nhá. Đấy, dàn lốp là còn nguyên bản này. Đấy, dàn lốp còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, dàn lốp nguyên bản theo xe và còn rất là dày đây quý bạn này. Đấy, tại vì là những chiếc xe này thì chạy rất là ít, có 5.8 thôi, cho nên là cái dàn lốp nó còn là điều đương nhiên. Với cái dàn lốp của những chiếc xe bán tải như này chạy được đến 10.000 cơ quý vị bạn ạ, cho nên là nếu như mà đồng hồ mà 5.8 thì lốp còn nguyên là cái điều đương nhiên quý vị bạn nhé. Đấy, và ở cái phần bên ngoài, nước sơn bên ngoài quý vị bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp, vì chiếc xe này là màu trắng cho nên là nếu như mà sơn nhìn nó rất là lộ quý vị bạn ạ. Đấy, nước sơn nguyên bản theo xe cũng còn đến 90% quý vị bạn nhé, rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài, nhìn qua về những cái phần một cái góc nghiêng của chiếc xe này thì quý vị bạn thấy được đây, cả sườn bên trái và sườn bên phải của chiếc xe
Đấy, nước sơn nguyên bản còn rất là nhiều và còn nền còn rất là đẹp. Vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và đặc biệt ở chiếc xe Nissan Navara 2019 phiên bản EL này thì đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ quý bạn nhá. Đây ví dụ như nhìn cái phần đầu thì quý bạn thấy được là chủ xe đã độ thêm cả cảm biến trước này, camera 360 tức là camera là quanh xe rồi quý bạn nhá. Đấy, camera trước này, camera sườn này. Đấy, ở trên hai cái gương này là camera sườn và camera sau nữa, camera 360 luôn quý bạn nhé. Đây là camera sườn, camera trên gương, tức là khi bật xi nhan bên nào thì cái màn hình nó tự hoạt động về cái camera bên đấy để chúng ta đi rẽ nó nhìn nó bị rẽ ở cái phần thấp đấy. Và cụm đèn pha đây quý bạn này, cụm đèn pha cũng còn nguyên bản theo xe, rất là đẹp, rất là mới, rất là sáng, chưa có bị va chạm, chưa có bị cong vinh hay là nứt vỡ hay là xước sát tí nào quý bạn nhé. Đấy, cái cụm đèn pha. Và bên trong bóng đèn pha này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã độ lên những cái bóng LED siêu sáng cho chiếc xe này rồi các bạn nhé. Đấy, đi đêm rất là sáng. Bây giờ là với công nghệ LED, đèn LED nó rất là sáng, cho nên là đa số những chiếc xe chưa được trang bị đèn LED cũng về thay đèn LED rồi các bạn nhé. Đấy, và phía bên dưới là cái đèn gầm. Đèn gầm cũng đã được chủ xe độ đèn bi xenon. Đấy, đèn gầm là đèn bi xenon đây các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, chủ xe độ lên nhiều đồ lắm quý vị các bạn ạ. Đấy, về cái phần đầu, và cái phần đầu này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả các từ cái ba đời sốc trước đến tai đến cabo đều in khít hết quý vị bạn ạ, chưa có một cái dấu vết gì của sự đâm đụng hay là va chạm nhé. Về cái phần đâm đụng hay là va chạm là chúng tôi đã cam kết rồi quý vị bạn ạ. Đấy, và đây từ những cái bậc cửa này rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Dàn lốp còn nguyên bản theo xe, rất là dày dặn đây quý bạn nhé. Nhìn về phía đằng sau này thì quý vị và các bạn thấy được là chủ xe đã lắp thêm nắp thùng thấp và đã có cả vai thể thao luôn quý bạn nhé. Nắp thùng thấp này, vai thể thao này, phía sau này cũng đã được lắp thêm cảm biến sau, tức là cũng đã có cảm biến quanh xe, camera sau đây, camera 360, tức là chiếc xe này cũng đã được chủ xe độ lên toàn bộ về camera quanh xe và cảm biến cũng là quanh xe luôn quý bạn nhé. Cụm đèn hậu thì là được chủ xe bọc bảo vệ này. Cái này là một cái bọc bảo vệ nhé, vừa là để trang trí, vừa là để bảo vệ chống đèn xước đấy ạ. Thì cái đèn này là cũng còn rất là mới này, chưa có bị xước sát gì cả, chưa có một cái vết xước nào ở trong cái đèn này cả đây. Vì đã được là cái đèn này là cái ốp bảo vệ thì bị xước này. Đấy, ốp bảo vệ thì bị xước nhưng trong đèn thì chưa có bị xước đâu quý bạn nhé. Đấy, đèn thì rất là mới, cái ốp bảo vệ thì lại bị xước. Đấy, rất là may cái đèn này là đã được ốp bảo vệ chứ không là xước đèn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối từ những cái phần gầm này, rất là mới này, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Những chiếc xe bán tải là chạy ở đường Hà Nội thì là vô tư luôn, vì đường Hà Nội này thì không phải leo trèo, không phải đồi núi, không phải là suối đồi gì cả đấy, không phải vượt qua suối hay là đồi như những cái xe ở vùng cao hoặc những chiếc xe vùng biển. Vùng biển thì cũng không phải leo trèo gì như là rất hại gầm. Vùng biển là vùng nước muối là hay bị han dỉ gầm. Còn những chiếc xe Hà Nội này thì quý vị bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn. Đó, tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý bạn xem về những cái phần gầm nhé. Tại vì là những xe bán tải nó cao, tôi có thể quay được phần gầm, chứ những xe con, xe sedan kia thì là chịu, không thể quay được cái phần gầm. Đấy, gầm rất là mới, rất đẹp quý vị bạn ạ. Mua xe bán tải mà ở xe ở Hà Nội thì quý vị bạn có thể yên tâm luôn. Yên tâm luôn toàn bộ về những cái phần gầm, máy. Đấy, đều rất là đẹp quý vị bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp và rất là nhiều đồ như vậy rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái này ra cho quý vị bạn xem về cái phần cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên lái này, keo chỉ nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Đến ốc bản lề cũng còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Nội thất thì đã được bọc da nguyên bản của phiên bản L này, là phiên bản là ghế nỉ thôi quý bạn nhé.
da này là bọc thêm, chủ xe bọc thêm ngay từ lúc mua về đấy ạ. Và vô lăng đấy ạ, vô lăng cần số đều rất là đẹp vì chiếc xe mới lăn bánh được có 5.8 km thôi. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem, cũng giống như vậy này. Keo chỉ còn nguyên đây quý vị bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Ốc bản lề đây quý vị và bạn này. Đều nguyên bản hết luôn. Táp bi cánh cửa này. Đấy. Táp bi rất là mới, rất là đẹp. Nội thất đằng sau này thì quý vị bạn thấy đấy ạ. Phía bên dưới thì đã được chủ xe lót sàn da rồi, trải sàn da. Và phía bên trên ghế thì rất là đẹp rồi, gần như đằng sau này là không có người ngồi máy này. Đẹp từ những cái da này. Đấy, da của ghế cho đến những cái phần nỉ trần đây quý bạn này. Đấy, da có thể bọc lại nhá, nhưng trần là làm lại là rất là khó đấy quý bạn ạ. Trần là nó phải mới tự nhiên, nó phải đẹp nguyên bản thì nó mới đẹp được, chứ còn là làm cái trần này rất là khó đấy ạ. Và nó rất là đắt tiền. Không mấy ai thợ mà mua về mà làm lại trần quý bạn ạ, làm lại trần nó tốn tiền lắm ạ. Và ở cái phiên bản Navara này thì cũng đã được trang bị cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option táp lô của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cứ cắm cái đồng hồ này vào cái đã. Nổ máy lên một chút cho nó mát. Đấy, cứ mát được lúc nào hay lúc đấy. Camera 360 hoạt động này này quý bạn này. Đấy. Khi nổ máy là camera bắt đầu hoạt động nhé quý bạn nhé. Đấy. Khi nổ máy là chiếc camera này bắt đầu hoạt động. Tôi cho cái quạt gió nó nhỏ lên một chút để giới thiệu cho nó dễ. Đấy, camera này, camera 360 hoạt động. Đấy, tức là camera quanh xe đây quý bạn nhé. Và khi ta xi nhan bên nào thì cái camera bên đấy nó hoạt động quý bạn này. Tôi xi nhan bên trái này, đấy thì hiển thị bên trái này. Bên phải này thì hiển thị bên phải này. Đấy, để khi chúng ta rẽ nhìn nó dễ hơn đấy. Đấy, camera tôi cứ xi nhan bên nào thì là camera nó tự động nó chuyển bên đấy quý bạn nhé, còn không là nó để camera đằng trước. Rất là hiện đại đúng không quý vị bạn? Rất là thông minh và hiện đại. Và đi kèm với bộ camera 360 thì đương nhiên là chiếc xe này phải độ thêm cả cái màn hình quý bạn nhé. Màn hình giải trí đa phương tiện này, này rất là to quý bạn ạ. Màn hình Android, có thể nói là tôi ngồi đằng sau này nhìn lên cũng rất là dễ cơ. Vì cái màn hình này là màn hình rất là to quý bạn nhé. Màn hình Android, giải trí thông tin đa phương tiện này. Đấy, rất là hay, rất là tiện lợi, có cả YouTube rồi các thứ. Đấy. Với thời buổi công nghệ 4.0 thì gần như xe nào cũng được đưa màn hình Android vào để tích hợp các app giải trí ở trên chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây. Thưa với quý vị và các bạn, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này là chạy 5.8 km nhé quý bạn nhé. Dàn lốp còn nguyên theo xe và còn rất là dày. Và đồng hồ là 5.8 này. Từ vô lăng này, cần số này, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nó mới là phải mới đều cơ quý bạn này. Từ những cái phần táp lô này, táp bi này, đấy, phần nhựa này, cho đến những cái phần nỉ này đều rất là mới như thế này đấy ạ. Nó phải mới đều cơ quý bạn ạ. Chứ còn đồng hồ mà chạy ít mà những cái phần nhựa, phần nỉ này nhàu nát rồi thì không chuẩn đồng hồ quý bạn ạ. Xem là xe là chúng ta phải xem từ đồng hồ cho đến vô lăng, cần số, tay phanh, rồi đến dàn lốp đấy. Đấy thì mới căn cứ được, đánh giá được toàn bộ về chất lượng của chiếc xe quý bạn nhé. Phải nói là rất là mới. Phiên bản Navara L, phiên bản này là phiên bản số tự động một cầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và sau đây thì tôi lại xin phép quý vị và các bạn, tôi lại tắt cái máy đi và tôi sẽ ra ngoài giới thiệu tiếp những cái phần còn lại cho quý vị và các bạn nhé. Tôi giới thiệu rất là kỹ để những quý vị và các bạn nào mà ở xa, ở tỉnh chưa qua cửa hàng xem trực tiếp được thì quý vị các bạn có thể xem video cũng đánh giá được chất lượng cho chiếc xe này. Còn những khách hàng nào mà ở Hà Nội thì chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem ạ. Đây là cái phần nắp thùng quý vị bạn nhé. Nắp thùng đấy, thùng chúng ta mở ra này. Bên dưới này, cái phần nắp thùng này là cái phần nắp thùng lắp thêm thôi quý bạn nhé. Đây là cái phần nắp thùng lắp thêm. Chủ xe đã lắp thêm một cái nắp thùng thấp và có cả vai thể thao. Đấy, đây là những cái phần nắp thùng này.
Và cái xe này thì chủ xe cũng không có chở hàng gì nặng quý vị bạn ạ. Đấy, không có chở hàng gì nặng cho nên là những cái thùng này nó còn nguyên này, nó không có xước sát gì. Rất là nhiều người là chở những hàng nặng cho nên là nó sẽ bị xước sát cái nắp thùng. Đấy, nắp thùng này thì không xước sát này. Và keo chỉ của cái nắp thùng này cũng còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây, từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết này. Táp bi cánh cửa đây quý bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ những cái phần nội thất ra phía sau cũng đều rất là mới này. Ra sau này, phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ này cũng giống như vậy thôi, keo chỉ là còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản hết luôn. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Bên dưới thì chủ xe đã có lót sàn, trải sàn da đầy đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Đấy, và còn rất là mới đây này. Trải sàn da mà rất mới. Ghế này từ những cái phần nhựa này, những phần da này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, từ nỉ trần, những phần nhựa, táp lô, vô lăng, cần số đây, tay phanh, quý vị các bạn thấy rất là mới này, mới đều luôn quý vị bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, nội thất thì cũng rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái tấm nỉ trần này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. À xin lỗi quý bạn, đây là cái tấm chống nóng của cabo, tấm chống nóng của cabo cũng còn rất là mới, rất là đẹp này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. À, keo chỉ nguyên bản, ốc cabo nguyên bản quý bạn này. À, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, ốc tai này còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, Nissan cũng đã trang bị cho phiên bản Navara L2019 này là một cái khối động cơ diesel 2.5 lít kết hợp với hộp số tự động quý vị bạn nhé. Động cơ diesel thì quý vị bạn cũng đã biết rồi đấy ạ, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị bạn ạ. Với những chiếc xe bán tải nào thì cũng được trang bị về cái phần động cơ diesel để tiết kiệm nhiên liệu, vừa khỏe mà vừa tiết kiệm nhiên liệu nhé. Và cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn qua đi một chút rồi. Đây, những cái này là hơi bẩn thôi, chúng tôi chưa dọn được kỹ càng. Nếu như dọn kỹ đi thì nó sẽ mới hơn rất là nhiều. Với cái động cơ này thì chúng tôi cũng chỉ dọn dẹp qua đi một chút thôi. Đấy, rất là đẹp. Và với cái động cơ này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước. Động cơ nguyên bản quý vị và các bạn nhé, động cơ còn nguyên bản và không có bị ngập nước gì cả đây. Rất là mới quý vị bạn nhé. Cái động cơ của bán tải thì nó hơi cao một chút, nó hơi kín một chút cho nên là quay nhìn thì nó không được rõ, không được chi tiết lắm đâu. Quý vị và các bạn phải đến xem trực tiếp thì mới thấy được là nó còn nguyên bản như nào đây. Tôi cũng cố gắng quay thật sát và có thể quay chi tiết nhất có thể để cho quý vị và các bạn cùng xem và để đánh giá cái chất lượng cho chiếc xe. Đây là cái phần xương đầu đây các bạn nhé. Xương đầu của chiếc xe này thì xem rất là dễ này, rất là thoáng này, có bị đâm đụng, có bị tai nạn hay không xem thì rất là dễ quý vị và các bạn ạ. Đấy, với chiếc xe này thì có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì hay không thì chúng ta xem cũng rất là dễ thôi quý vị bạn nhé. Đấy,
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Nissan Navara phiên bản L 2019 tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh được 5.8 km quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe như thế này thì chúng tôi đang bán giá là 560 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Navara 2019 số tự động một cầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.